Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của reviewxe.net. Và ngày hôm nay thì Hà lên một cái video để chia sẻ cho các bạn về cái lần bảo dưỡng thứ 3 của chiếc xe VinFast Fadin. Hiện tại thì chiếc xe của mình nó đang báo là oil change, tức là dầu sắp hết thì phải. Cái tỷ lệ phần trăm của nó chỉ còn khoảng độ 7% thôi. Và ngày hôm nay thì mình sẽ cho chiếc xe của mình đi bảo dưỡng. Mình sẽ bảo dưỡng tại Vincom Việt Trì, tức ở đấy nó sẽ có một cái xưởng của VinFast. Ở đây thì chỉ có thể bảo dưỡng thôi. Còn nếu mà muốn sơn hay là sửa những cái việc mà nặng hơn thì chúng ta sẽ phải vào trong cái chỗ showroom của bên Thành Phát Việt Trì, cũng có một cái hệ thống xe VinFast ở đó, thì đấy là đại lý của bên VinFast. Thì chúng ta cũng có thể sửa được ở đó nhé. Ở đó thì nó sẽ có cả cái việc mà các bạn muốn sơn lại xe cũng được. Nó sẽ rộng hơn và nó sẽ đa năng hơn. Còn ở đây thì có lẽ chúng ta chỉ bảo dưỡng bị thông thường như thay dầu thôi, và siết lại các cái thiết bị của xe thôi. Đó, thì ngay bây giờ thì mình sẽ cho xe vào nhé. Bây giờ các bạn có thể xem cái bảng đồng hồ của mình nó đang báo như nào nhé. Đây các bạn có thể thấy đây, nó đang báo này, oil trên này. Bây giờ mình sẽ bấm cái nút menu nhé. Cái tỷ lệ dầu nó chỉ còn có 6 thôi. Số km mình đi được đang là 20.112. Xăng đang là 6.4. Còn ở đây thì chúng ta có thể nách được những cái thông số khác. Ví dụ như xăng còn 278 km. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi qua chỗ VinFast. Đây các bạn nha, các bạn có thể nhìn thấy Vincom này. Đó. Bây giờ thì mình sẽ vào. 8 giờ họ mới bắt đầu làm việc, thì mình sẽ quay cho các bạn những cái công đoạn đó sau nhé. Ok. Ok, và sau đó được các bạn ở bên VinFast họ tiếp nhận và họ sẽ báo tầm trưa xong thì họ sẽ gọi điện lại cho mình nhá. Ok. Ok, và rất nhanh thì chỉ khoảng độ hơn 10 giờ là chiếc xe của mình đã xong. Và các bạn có thể nhìn thấy ở đây, với cái mức phí bảo dưỡng là khoảng 146.000, và mình có thay ba cái hạng mục. Thứ nhất là thay dầu và lọc dầu và lõi lọc điều hòa. Thì tổng tiền cho lần thứ 3 này là mất 1.376.650 đồng. Và cái lần bảo dưỡng tiếp theo của mình sẽ là ở 35.000 cây, và hoặc là cái ngày là 28 tháng 2 năm 2023. Thì tùy theo cái điều kiện nào đến trước thì mình sẽ liên hệ với bên này để mình đặt cái lịch bảo dưỡng tiếp theo. Đó, và chúng ta sẽ vẫn phải mang cái sổ bảo hành đi nhé. Đó, sổ bảo hành. Rồi, ok. Đó, thì cái mức phí nó cũng... nhỏ này thì các bạn có thể thấy cái mức phí nó chỉ khoảng độ 1 triệu hơn 1 triệu thôi. Chủ yếu ở đây sẽ là cái dầu. Và đây thì các bạn có thể xem cái nhật ký bảo dưỡng định kỳ này, lần thứ 3 của mình là 20 tháng 10 năm 2022. Đó. Các bạn có thể xem nhá. Cái này thì nó sẽ ghi vào trong cái quyển nhật ký bảo dưỡng định kỳ ở trong quyển sổ bảo hành các bạn nhé. Vừa rồi thì các bạn đã xem qua về cái chi phí bảo dưỡng lần 3 của mình. Và về cơ bản thì chiếc xe của mình sau 3 năm sử dụng thì hiện tại nó đang nguyên trạng là như này. Đấy, anh em có thể xem qua nhé. Và mình đang đi và mình quay. Và các bạn có thể thấy là đối với lốp thì xe của mình đi khá là ít, nên là vẫn nguyên 4 quả Continental nguyên bản của xe, theo xe nhá. Cả mọi cái thì vẫn đang còn nguyên. Mình độ thêm mỗi cái camera hành trình thôi này các bạn này. Đấy. Camera hành trình thì nó sẽ có cái một cái cam phía sau nữa, nó sẽ có cả cam trước cả cam sau. Đây. Đây là chiếc xe của mình. Đó, các bạn có thể thấy 4 quả lốp thì vẫn nguyên. Những quả lốp này thì có dính đinh rồi các bạn nhé. Lốp thì dính đinh rồi và mình đã đi mình vá lại rồi. Đấy. Thì còn lại thì nó vẫn đang nguyên vẹn, chưa phải thay. Ắc quy thì bên đội VinFast bảo là đã yếu rồi, thì khả năng ắc quy sẽ phải thay. Thì như các bạn có thể thấy là rất nhiều anh em đã đăng bài lên trên hội nhóm Fadin nói về ắc quy của chiếc xe này. Hay bị chết hay là nó bị hết điện sớm hoặc không đề được. Cái đó thì được phản ánh khá nhiều trên hội nhóm đúng không ạ? Và các bạn cũng có thể xem qua. Bây giờ thì mình sẽ mở cái khoang máy cho các bạn xem nhé. Và đây là khoang máy các bạn nhé. Khoang máy của mình thì hiện tại đang có bọn chuột, nó cũng đã xâm chiếm ở đây này. Các bạn có thể nhìn thấy cái chuột đây. Thì mình đang có ý định là đi cọ rửa khoang máy luôn. Mình chưa cọ rửa lần nào cả, nên là cũng đang tìm một cái chỗ để có thể là cọ rửa cho nó sạch, và sau đó là để cho thêm những cái đồ gì vào để chống cái bọn chuột. Các bạn nhìn thấy chuột nó đã đi vào đây, nó ỉa khá là nhiều. Thì nhiều
Trước đây thì khi mà chưa có cái mình chặn cái phần nó chui vào lọc gió điều hòa ở đây này, đấy, có một cái chặn con chuột ở góc này này, đấy thì nó có thể nó chui được vào trong cái lọc gió điều hòa nhá, nó có thể cắn thủng hoặc là nó có thể ỉa ở trong đấy nhá. Và đợt trước thì mình đã phải thay một cái lọc gió điều hòa vì nó chui vào nó cắn thủng rồi. Thì đây là khoang máy của mình, nó khá là bẩn, và đợt tới thì mình sẽ đi mình rửa nó trong khoảng độ 1-2 ngày nữa thôi. Tìm được cái địa chỉ ok thì mình sẽ rửa nó nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ mở cho các bạn xem cái phần nội thất của xe. Nội thất của xe đây. Đó. Thì đây ở đằng trước. Đằng trước này. Đó, thì mình cũng chưa có độ đẽo gì nhiều. Độ mỗi cái camera hành trình này thôi. Nó gắn vào gương luôn, cái vô lăng. Còn đâu là vẫn nguyên bản, có bộ thảm sàn. Còn đâu thì không độ đẽo thêm gì các bạn ạ, vẫn y nguyên thôi, nguyên bản. Rồi bây giờ thì ở hàng ghế sau, hàng ghế sau thì cũng không độ gì luôn, vẫn chỉ có bộ thảm sàn. Đấy, anh em có thể xem. Và như vậy thì các bạn có thể thấy là đối với chiếc xe VinFast Fadin này, sau 3 năm sử dụng thì cái phần chi phí của chúng ta cho cái việc bảo dưỡng, nếu như mà nó không bị hỏng cái gì nhiều, thì cái việc bảo dưỡng của chúng ta đâu đó như mình tính thì nó mới mất khoảng độ lần đầu 1,1 triệu, lần thứ hai là 1,8 triệu, à cho 3 triệu đi, 3 triệu lần này 1,3 triệu nữa là 4,3 triệu, cứ cho lòng ngoằng 4,5 triệu đi, thì là tổng tiền sau 3 năm các bạn nhé. Đấy là chi phí sau 3 năm thực tế mà mình thay đó. Còn thay những cái đồ trên xe thì chưa phải thay gì cả, mà có thay thì là toàn là được bảo hành miễn phí thôi. Ví dụ như là cái trục quay của gương thì là miễn phí, cái còi là miễn phí, còi mình thay rồi đó. Thì đấy là những cái mà mình đã thay thôi, còn đâu là hiện tại thì chưa thay cái gì các bạn nhé. Đấy, vẫn nguyên bản sau 3 năm đây. Ok, thì đây là một cái video mình lên để cho một số anh em nếu như cũng đang sử dụng cái dòng xe này thì có thể biết được cái phần chi phí của xe sau 3 năm và cái chi phí bảo dưỡng của chúng ta. Nếu các bạn thấy hay và có ích thì nhớ đăng ký kênh và chia sẻ giúp gvxe.net nhé. Và mình sẽ tiếp tục lên những cái video để mà chia sẻ về cái việc mình sử dụng chiếc xe VinFast Fadin này. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.